Chào mừng anh em quay lại với Cà phê Nhân phẩm. Như thế nào là một trận đấu cảm xúc với anh em? Là comeback từ top 8 khi chỉ còn một chấm máu, hay là tiêu diệt các vị thần 4 vàng 3 sao? Hôm nay chúng mình sẽ đưa đến giáo án kết hợp cả hai điều này với bài siêu nhân Raven trong tay cầu thủ Reddit. Thực chất bọn mình đã lên một giáo án Raven của em mèo rồi, nhưng em toàn kiểu Raven yếu thế sao mà carry được. Vậy đây sẽ là video để nói rằng không có bộ cờ nào yếu, chỉ là anh em tận dụng chưa tốt thôi. Không dài dòng nữa, cùng bắt đầu trận đấu luôn nhé. Là một người đam mê đỏ đen như ba anh em, thì Reddit đã chọn Kêu cầm kiếm để ước bài đạo trích. Sau ba round quái đầu, anh nhận thêm một gậy và găng. Do chỉ kiếm được thêm Ezreal nên anh đã tỉnh táo từ bỏ ước mơ đạo trích. Vòng chọn đầu tiên là nâng cấp kim cương, hứa hẹn một trận đấu cực kỳ khắc nghiệt, một lobby đầy máu từ sớm. Ba lựa chọn là vương miện admin, vương miện siêu lừa và băng trộm. Cùng phân tích chút nhé. Với sự linh hoạt của admin thì ta có thể thoải mái lựa chọn các chỉ số phù hợp, từ cộng máu, hồi máu đến tốc đánh, AD, AP đều có, rất phù hợp để thoải mái xoay bài. Vương miện siêu lừa là bảo hiểm tin cậy, giúp carry trốn chạy khỏi các tướng tiếp cận mình, nhưng nó không quá hữu dụng vì nếu cầm ấn này thì lại thiếu một đồ sát thương hoặc hồi phục. Cuối cùng là băng trộm, với hai găng đạo tặc cho thêm thì bạn sẽ lấy đồ đè người và nó phù hợp với cực nhiều bài đấu. Lựa chọn của Reddit là băng trộm, nhưng như một dân chơi, anh đập luôn cái gậy phép đang có để biến thành một thanh kiếm nữa. Với hai thanh kiếm đang có, ông hoàng ép bài này chốt đơn luôn Raven. Để tích lũy nhiều lợi tức nhất, cầu thủ này đã bán máu thua ba round đầu tiên. Khi thấy anh bán máu quá nhiều, dường như Riot đã nghe thấy tín hiệu Reddit chốt bài nên ban cho anh một con Raven cầm kiếm ở vòng chợ. Với lượng máu đã bán thì thật dễ dàng để lấy tên đao phủ này về. Hai round tiếp theo, khi anh vẫn chưa lên cấp mà đối phương lại là một nhà lối đi riêng, một nhà song sinh ma quái thì tiếp tục là những trận thua cực đau. Điều an ủi duy nhất là chuỗi thua đẹp đến round quái và bộ trang bị đẹp cho Raven. Chưa mới xong 5 round đầu mà chỉ còn có 60 máu thôi. Phần thưởng dành cho người đập đá thành công là một nước mắt, một đai lưng và một phần quà màu vàng cho Jax, vị thần giáp còn thiếu. 3.1, kể cả khi đã sở hữu siêu Raven khổng lồ từ thần giáp, nhưng Reddit vẫn phải nhận 5 tướng vào mồm trước nhà song đấu đã có Z từ sớm. Đúng như dự đoán, với nâng cấp đầu tiên là kim cương thì mỗi trận thua đều cực kỳ đau đớn. Reddit chỉ còn 47 máu ngay 3.2. Và đây cũng là lúc xuất hiện nâng cấp thứ hai, lần này là nâng cấp siêu hùng. Lần tránh, nhận một Jax, cả team nhận 100% né tránh trong 2 giây, ở lần đầu tiên xuống dưới 50% máu mỗi combat. Tiềm lực vô song, nhận một Vi, khi nhận hoặc gây sát thương, Vi được cộng thêm 3% AD, 3 AP, 3 giáp và 3 kháng phép, cộng dồn tối đa 25 lần. Tài xuất khải hoàn, nhận một Riven, bắt đầu round, Riven cho bản thân và các đồng minh xung quanh lá chắn trong 15 giây, có giá trị tương đương 40% máu của họ. Trong 3 cái thì chỉ có duy nhất lần tránh là phù hợp với bài đang chơi, nhưng với máu đỏ đen trong người, Reddit quyết định đổi để hy vọng sở hữu một nâng cấp của Raven. Và anh em biết gì không? Riot đã không làm ai phải thất vọng khi cho ngay anh một nâng cấp Raven thật. Lưỡi diều trí tử, nhận một Raven, cả team nhận 75% chí mạng. Dù đây là nâng cấp siêu hùng dạng support, nhưng nó lại cực kỳ phù hợp với Raven cùng khả năng gánh team siêu lực của hắn. Và chắc chắn rồi, ai cũng sẽ chọn cái này và không quan tâm đến hai cái bên cạnh là gì đúng không? Máu đã bán đủ, Reddit lên cấp 6 và bắt đầu xả tiền kiếm Raven 2 sao để giữ máu. Roll xuống 40 vàng chỉ nâng được thêm Gangplank 2 sao, xuống 30 vàng chỉ tìm được Malphite 2 sao, cùng với đó là 3 đôi thông, Raven, Lee Sin, Jax. Vội quá rồi, anh ghép luôn Zeke cho Gangplank, rồi tiến tới gặp nhà Zoe đã 2 sao cùng đồng bọn. Lee Sin và Malphite random đồ thủ khá tốt, nhưng trước sức sát thương lớn từ đối thủ thì thầy tu mù nhanh chóng phải nằm xuống. Raven cũng đã hạ gục được Galio, tiếp đến là Annie. Cùng với đó, phía team mình gục ngã và cả cướp biển cũng ra đi. Chỉ còn lại đao phủ Raven 1 sao còn chưa có huyết kiếm là không đủ để chống lại Mafia. Trận thua thứ 7. 3.3, phần thưởng cho trận thua là Carry cuối cùng cũng lên được 2 sao. Lần này anh đã tự tin hơn hẳn để lao vào trận chiến với bên kia là 6 đấu sĩ cực châu có Vayne Carry. Chắc là anh bạn này chưa roll được Jack thôi. Malphite bốc đồ được giáp máu khá châu, lại có cả vô cực nên gây được khá nhiều sát thương. Nhưng team địch quá cứng. Raven mới chỉ hạ được Lee Sin và Blitz thì team mình đã chả còn ai, lại tiếp tục một mình gã đao phủ chấp hết. Raven và Sejuani nhanh chóng nằm xuống trước một đường kẻ. Vayne đứng bên kia may mắn không dính lốc xoáy tử vong và thoải mái gây sát thương. Siêu chủ lực của chúng ta dù rất cố gắng để gạt nốt được Vi, nhưng lại một lần nữa nằm xuống và nhận về trận thua. Nhận thấy Raven thiếu đồ hồi máu và ở đây đẹp nhất là huyết kiếm.
Vòng trợ 3.4, Raidit bắt ngay mảnh kháng phép trên người Nila để về ghép với cây kiếm đang có trên người gã đao phủ. 3.5, Raven đã có 2 đồ chuẩn, chắc là không thua nữa đâu đúng không? Tiếp tục gặp thêm nhà 6 đấu sĩ nhưng hắn đã có Jax cầm đồ, hứa hẹn một trận đấu cực kỳ khó khăn nữa đây. Raven thiếu diệt khổng lồ nên rất khó để xuyên qua dàn đồ sĩ cực kỳ cứng cáp. Lần này Malphite và Lee Sin không còn random ra đồ thủ nữa nên nhanh chóng nằm xuống cùng cả ganh canh luôn. Vẫn chỉ còn lại siêu carry của chúng ta. Vì vẫn chỉ là Draven 2 sao nên gã đao phủ chỉ kịp tiêu diệt được 2 tướng rồi cũng đi theo đồng đội. Chuỗi thua đã lên tới con số 9 và chỉ còn có 22 máu thôi. 3.6, không thể thua được nữa rồi. Xả tiền roll xuống 40 để nâng Lee Sin và Jax lên 2 sao, thêm một sức mạnh để hướng tới trận thắng. Phía bên kia là Kai'Sa 2 sao với lối đi riêng và nâng cấp siêu hùng cho mình. Dàn chúng chịu hai bên khá mỏng nên nhanh chóng nằm xuống. Bên mình là Lee Sin, Malphite, còn bên địch là cả Echo và cá sấu đều không chịu nổi sát thương từ hai siêu carry. Chỉ còn lại Draven cân 2. Với những giọt máu cuối cùng thì gã đao phủ này cũng đem về chiến thắng cho Raidit, đem hy vọng trở lại với trận đấu như cơn mưa giữa sa mạc tín trận thua. Bãi sói trả khá nhiều đồ với mảnh giáp, mảnh kháng phép, một kiếm và một cái đai lưng nữa. Đầu vòng 4 không thể từ từ được nữa, Raidit đã mạnh tay roll, tìm bằng được Draven 3 sao. Một lần roll, hai con đã xuất hiện, dấu hiệu để xả tiền cực mạnh tìm hai con cuối cùng đây rồi. Con thứ 8 cũng đã có, Malphite cũng đã có con thứ 7. Nhưng điều khó hiểu ở đây là anh quyết định bán Jax 2 sao để thay Sep 1 sao vào. Tiếp tục là bán Lee Sin để mua Malphite. Roll cố nhưng do tay chậm nên anh chỉ sở hữu 3 con Malphite 2 sao thôi. Đối thủ lần này là một nhà hiểm họa. Có thể bạn chưa biết, nếu bạn chọn thử vận may thì hãy dùng xúc sắc vào tướng hiểm họa để có tướng 3 sao sớm nhất có thể nhé. Như ở đây mới chỉ 4.1 mà bên kia đã có đến 6 con Vel'Koz, 8 con Cho'Gath và Rammus đã 3 sao. Chắc chắn rồi, Draven 2 sao là chưa đủ để chiến thắng. Trận thua đã trở lại, Raidit chỉ còn 10 máu. Rồi, mày xong rồi. Vòng chọn cuối cùng lại là nâng cấp kim cương. Các lựa chọn lần này là nhanh tay lẹ mắt, mài dao và lá chắn siêu công nghệ. Nhanh tay lẹ mắt sẽ giúp ra vàng cả team chỉ trong một round duy nhất nếu may mắn. Sau đấy có thể tích tiền lên cấp kẹp thêm các tướng đắt tiền vào. Mài dao đem tới lượng sát thương cực lớn nhưng lại phải đưa Draven lên hai hàng đầu khá là nguy hiểm. Lá chắn siêu công nghệ lại cực phù hợp với lượng trang bị lớn anh đang sở hữu. Quyết định rất bất ngờ khi anh chọn ngay nhanh tay lẹ mắt để bắt đầu roll. Draven đã lên 3 đầu tiên, Gangplank, Lee Sin rồi cả Ngộ Không đều lên 3 sao hết. Một đội hình rác vàng thực sự. Nhà đầu tiên được thử sức mạnh mới này là 6 song đấu với Zed và Velvet 2 sao. Dù bị gã chúa tây bóng tối cưỡi ngựa lao tới, nhưng Draven là quá trâu để bị hạ gục. Còn các song đấu nhanh chóng nằm xuống trước những đường lốc xoáy tử vong. Một easy win để níu kéo sự sống. 4.3 tiếp tục đối đầu một nhà tin tặc, nhưng lần này là Zoe 3 sao cưỡi ngựa. Với sát thương phép lớn từ cả Soraka, LeBlanc thì Lee Sin nhanh chóng nằm xuống. Draven sau khi hạ được Alistar thì quay qua ném Zoe, nhưng cô ta đã lần đi nhờ siêu lừa. Dù trốn chạy ra góc, nhưng lúc sái tử vong vẫn đuổi đến và kết thúc cô. Malphite và cả Gangplank nằm xuống, để lại gã đao phủ một mình chống Mafia. Annie 3 sao khá trâu, nhưng chỉ với một lần dùng chiêu, siêu carry của chúng ta đã kết liễu được 3 tường đứng sau rồi. Draven dọn dẹp nốt và đã làm tốt nhiệm vụ cân team. Khi có khá nhiều nhà chơi đấu sĩ trong lobby thì hướng tới một cái dê khổng lồ cho Draven là cực kỳ cần thiết, nên Raidit bắt ngay cây cung. Ngay ở 4.5 thì một nhà đấu sĩ đã lên được Jax 3 sao và còn có song sinh ma quái. Hai bậc thầy vũ khí khiến Raidit chỉ biết cười trừ. Nhưng sau đấy lại là một nhà đấu sĩ khác với siêu chủ lực Jax 1 sao và chắc chắn là một easy win rồi. 4.6, lần này đã phải gặp đấu sĩ Real, sở hữu không những một mà tới hai vị thần Jax 3 sao. Sejuani trước khi nằm cũng kịp để lại cái bô la băng choáng cả team. Jax gõ bay màu Lee Sin, nhưng Draven một khi đã cầm diệt khổng lồ thì một kẻ bay màu cả team địch. Dường như máu nhiều là chưa đủ để đối đầu với gã đao phủ này. Sau trận thắng thì ngọn lửa win streak bắt đầu cháy. Chiến đấu với Aurelion sâu khổng lồ chỉ có một kho vũ khí, lấy về thanh kiếm, ghép nốt cho Gangplank cái Zeke. Giai đoạn cuối trận mở ra với tiếp tục là một round gặp đấu sĩ. Dù sở hữu Soraka 2 sao nhưng đồ đạc lại cực thiếu. Jax cầm 3 đồ mới chỉ 1 sao, mà ông này còn chọn trứng vàng chấp một nâng cấp kim cương. Thì vẫn tiếp tục là trận thắng dành cho Raidit mà thôi. Gặp lại nhà hiểm họa, Vel'Koz và Cho'Gath cũng đã 3 sao, cùng với đó kẹp thêm Jax. Dù team khá mạnh và có Vel'Koz khắc chế cứng của Draven, nhưng con mực này lại thiếu đồ hồi mana. Rammus lại không có đồ nên vẫn tiếp tục là easy win. 5.3, đã tích đủ tiền, anh lên được cấp 8, kẹp thêm Galio, kích linh vật và thường dân. Phía bên kia là Zoe tình nhân. Alistar nhiều nhu binh nên chịu được 3 dìu của Draven. Lúc xoáy tử thần được kẻ ra thì cả team địch gần như nằm hết. Nhưng bên mình cũng chỉ còn siêu carry. Vẫn như những lần trước, gã đồ tể làm rất tốt nhiệm vụ gánh team. Hắn dọn nốt bàn cờ và lấy về trận thắng thứ 7. Vòng trợ lấy ấn nhu binh, dường như anh muốn một giây bất tử để câu kéo thêm thời gian cho Draven gây sát thương. Tài đấu với hai chiến thần Jax 3 sao, 6 đấu sĩ.
Vẫn như lần trước, Sejuni đóng băng cả team trước khi nằm xuống. Nhưng lần này, Lee Sin và Manfi đều không random ra đồ thủ nữa nên nhanh chóng phải ra đi. Lốc xoáy tử vong lần đầu vào miền đất trống, nhưng khi quay lại, nó cũng kết liễu được Alistar. Vẫn là một mình vị thần giáp này chống Mafia. Chiêu thức được thi triển lần 2 kết liễu tất cả. Gã đao phủ lốc xoáy tử vong lần 3 hạ gục nốt bậc thầy vũ khí, nối dài chuỗi thắng lên con số 8. Đối với anh lần này là nhà 7 song đấu với Z 3 sao ngay cấp 7, cực kỳ may mắn. Sát thủ bóng tối cưỡi ngựa lao thẳng đến chém Draven, nhưng gã đao phủ này quá trâu để có thể hạ gục. Chỉ với một lần lốc xoáy tử vong và hai đòn đánh tay thì Z đã nằm. Chỉ còn dàn tướng song đấu quá mỏng để chống chịu lại sát thương cực lớn từ Draven, Reddit tiện đối thủ lên bảng. Hạ gục rác siêu to khổng lồ được một kho vũ khí, chọn ngay gậy lốc để hạn chế sức mạnh đầu trận của địch. Qua đến vòng 6 chấm, chỉ còn lại 3 người. Bên kia là nhà lối đi riêng với Kai'Sa và Sona đã 3 sao, ngoài ra còn kẹp nhiều tướng 4 vàng khác. Lốc thành công Sona, hạn chế được sự khó chịu của cô. Sejuni địch làm choáng khá tốt nhưng không trúng Draven. Miss Fortune xả báo đạn, cùng với đó là lượng sát thương cực lớn từ Kai'Sa và Samira, hạ gục hết sàn chống chịu của ta. Nhưng chỉ với một lần lốc xoáy tử vong, Kai'Sa 3 sao đã ra đi. Và một lần nữa, combat lại kết thúc dễ dàng dành cho cờ thủ người Mỹ. Tài đầu với nhà này ở 6.2. Lần này Reddit nghĩ quá nhiều, chỉ lốc được xét ở tuyến trước. Draven mất quá nhiều thời gian để ném các chống chịu. Miss Fortune đã lên được 2 sao. Xả bão đạn lần 1, chỉ còn Draven và Manfi. Bão đạn lần 2, Draven hừng hết nhưng vẫn sống. Gã đao phủ với sức sống mãnh liệt ném lốc xoáy tử vong cuối cùng để hạ Kai'Sa, giành lấy chiến thắng. 6.3, trận đấu lần 3 giữa hai người sống sót cuối cùng. Lốc đi Sona, nhưng lại một lần nữa Lee Sin và Manfi random ra đồ xấu nên nhanh chóng nằm xuống. Draven cũng đã hạ gục được tuyến trước của địch. Lốc xoáy tử vong một lần chỉ kết liễu được Sona, lần tiếp theo chỉ hạ được Samira và Miss Fortune. Kai'Sa thoải mái gây sát thương và giành chiến thắng. Reddit nhận thua và cái top 2 dành cho anh. Tổng kết lại, Draven siêu nhân đang là một trong các team cực kỳ uy tín trong meta. Khi mà Draven gây sát thương, Draven chống chịu, thì việc anh em cần làm chỉ là xây dựng bộ trang bị chuẩn cho gã đao phủ này mà thôi. Còn việc leo rank cứ để hắn lo. Anh em theo dõi nãy giờ, cũng như trong video hướng dẫn đội hình Draven để sử dụng bộ bài này một cách thành thạo nhé. Nếu thấy hay, hãy để lại một like, một share, một subscribe và bấm cả nút chuông để ủng hộ bọn mình nhé. Còn bây giờ thì chúc anh em may mắn và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. shopcafenhanpham.com, siêu tháng 11 siêu to cuối năm, siêu hạ giá kho nick lên mình và đấu trường chân lý, sở hữu tài khoản ngay bây giờ chỉ bằng nửa giá cũ, siêu thật, giảm thật, chỉ có tại shopcafenhanpham.com, đường link sẽ để dưới phần mô tả các bạn nhé.